Rồi chào anh em nha, lên tiếp cho anh em bộ lửa 110 đời thứ 3. Tình trạng là cực đẹp như mới nha anh em. Bộ này mình bán 1,5 triệu nha. Full bộ qua lăng mâm điện, thất đề dĩ đề nhông đề đủ. Đây. Tình trạng là ken cọp như mới luôn. Bộ lăng nè. Bao zin, bao đẹp, bao không lỗi lầm. Thất bi nguyên zin. Xanh lè như mới nha anh em. Giá bộ này bán 1,5 triệu nha, cho bộ đẹp tiễn như mới. Nhông thớt bi đề toàn bộ là đúng đầu xin. Con lửa đẹp không thể nào chơi được, như mới. Rồi bộ này mình bán cho anh em giá là 1,5 triệu nha. Anh em nào chốt alo mình 0933996332 ha. Bộ ba lăng điện Honda Future 110 zin tháo xe cực đẹp như mới, giá là 1,5 triệu cho bộ này.